Qua cô có phay đề này không cô? Có Cô gả vô nhóm cho cô. bây giờ gửi luôn nha, quên gửi mất rồi, bây giờ nãy má nó thấy pin mở rồi, quên gửi cho nó. Ok, coi đây này, gây đáp án rồi yên sao cũng được. Thích chất hữu cơ ít không có phản ứng trong bọt, được chưa? Ít không có trong bọt, dục thủy phân được, dục luôn, thu được sản phẩm có trong bọt rồi, xét cho tôi giá. Để tạo thành tỷ tinh hữu cơ, đáp án D, trùng hợp bên mà đáp án D. Câu 3, phát biểu nào đúng, có amino acid là chất rắn ở điều kiện thường, đúng. Amin là chất khí, chất lỏng và chất rắn. Tỳ, có protein đều dễ tan trong nước là xa, bởi vì protein á là nó rất khó tan, đặc biệt là cái dạng tùy cái dạng hình cầu á, thì còn có tan trong nước tạo thành hiệt keo, nhưng dạng hình sợi ví dụ tát máng sừng nó không tan. Có amin không độc xa, có amin đều độc, có amin độc ít nhiều khác nhau. Câu số 4, đun nóng stearin. Stearin là chất béo có công thức là C17H35COO tất cả 3 lần C3H5, cho nên sẽ sinh ra là glycerol và natri stearat. Câu 18, đồng phân của gluco là fructose. Câu số 5 đấy là fructose. Câu số 6, chất nào sau đây là etin acetat, đáp án A. Câu số 7, dung dịch làm đổi màu quỳ, anilin không, glycine không, chất này là glutamate làm quỳ chuyển thành màu đỏ, etinamin làm quỳ chuyển thành màu màu xanh, chất này là hai nhóm amino một nhóm axit quỳ chuyển thành màu xanh, do đó đáp án là đáp án D, Hoa Trang Nam. Câu số 8, cho các chất chót chất có nhiệt độ sôi thấp nhất, ở đây là có este, như vậy este nào có em mà lớn nhỏ nhất thì nhiệt độ sôi thấp nhất thôi chứ gì đâu, đáp án C. Dễ mà vậy. Câu số 9, amin bạc ha, đáp án B. Bạc ha thì cái cấu trúc nó là NaOH nè, R, R phách nè, R phách có thể trùng hoặc là khác với R. Câu số 10, XY có công thức là C3H7O2N. Khi phản ứng nào hết, ít tạo cái chất này. Như vậy là ít nó sẽ dẫn HCN, CH2, COO thì lúc này còn một cái nhóm là CH3. Như vậy C ra giấy là CH3OH. T là tạo ra chất này, như vậy T nó sẽ có công thức là CH2CH, COONH, hóc bóng, như vậy là Y, đây là Y nhé. Như vậy suy ra T là NH3, đáp án A. Câu 11, bradykinin á là thuốc làm giảm huyết áp á, thuốc giảm huyết áp là một cái nanopeptide. Ha, 4, 6, 8, 9. Cái gì? Dạ, nonan đề can á. Như vậy 9. Có công thức thủy phân không hoàn toàn peptide này thu được bao nhiêu tripeptide mà thành phần có chứa phenylalanine. Như vậy cái đoạn này không có chứa phenyl này, không được nè. Chà, bro bro galay cũng không được. Như vậy cái thứ nhất á là đoạn này bro galay phê, đoạn thứ hai đây là đoạn một, đoạn hai, đoạn ba, được chưa?
đoạn bóng và đoạn này là đoạn nam, không có đoạn nào trùng cả, cho nên là có nam cái trái bên tít. Đáp án là đáp án D. Được chưa? Câu 12. Số phát biểu đúng là hydro hóa hoàn toàn, gluco tạo axit gluconic xa. Hydro hóa hoàn toàn thì tạo sorbitol. Còn bao giờ mà oxy hóa gluco không hoàn toàn á, glucosa chẳng hạn như là dùng cái nước brom á, thì nó mới sinh ra cái axit gluconic được. Axit gluconic á là cái glucosa mà cái nhóm CHO đằng sau chuyển thành nhóm COH á. Câu B, phản ứng thủy phân cellulosa có trong dạ dày của động vật ăn cỏ. Cái này đúng rồi, do dạ dày của động vật ăn cỏ có cellulosa. Cellulosa trinitrat là nguyên liệu sản xuất tơ nhân tạo xa. Đây là thuốc súng không khói. Cái nhóm nitrat là không có tơ được. Cái nhóm nitrat, nitro là nó dễ nhiệt phân, cho nên nó thường có trong các thuốc súng á. Saccharosa bị khóa đan tan hết theo bóng đạt. Đúng, do hết theo bóng đạt thấu nước nó lấy nó còn là carbon. Trong công nghiệp dược phẩm, saccharosa dùng để điều chế pha chế thuốc. Đúng như vậy, đáp án này là đáp án A, 12A. Câu 13. Mùi tanh của cá là hỗn hợp các amin và tạp chất. Để khử mùi tanh của cá thì rửa bằng giấm ăn. Câu này của nó là do amin là có các ba bây giờ, cho nên khi gạt giấm là thành phần chứa axit acetic, nó sẽ trung hòa, nó bớt cái mùi tanh. Câu 14, phát biểu đang có các phát biểu đúng. Ngoài fructo, trang mật ong chứa nhiều gluco. Đúng, khoảng 40% fructo, 30% gluco. Cellulosa triacetate được dùng để tạo thuốc súng không khói xa. Các anh này thì lại là ta. Glycine này là chất rắn ở điều kiện thường. Đúng, tất cả các amino acid nó đều là chất rắn ở điều kiện thường. Dung dịch lysine làm quỳ tím hóa hồng. Sa quỳ tím hóa màu xanh. Phản ứng đun nám chất béo trong môi trường kiềm. Đun nán chất béo trong môi trường kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa. Đúng, đáp án A. Câu 15, phát biểu không đúng. Bếp tít có thể bị thủy phân không hoàn toàn tạo thành bếp tít ngắn hơn. Đúng, nó thủy phân cách khúc á. Khi cho đồng hydroxit vào làm trắng trứng thấy xuất hiện màu tím đặc trưng. Đúng, phần màu bure. Hòa tan lòng trắng trứng vào nước, sau đó đun sôi làm trắng trứng sẽ đông tụ. Đúng, chất này thuộc loại dipeptide. Bây giờ mình cắt này, đây không phải là alpha amino acid, cho nên nó không phải là peptide. Phải chọn nó phẩm này. Dipeptide thì nó phải được hình thành từ hai gốc alpha amino acid. Chỉ cần một trong hai không phải là alpha thì không chỉ của peptide. Câu 16.
Phát biểu nào sau đây không đúng? Các amin đều có thể kết hợp với proton. Proton là hạt cạn, đúng. Bởi vì sao? Bởi vì amin đó là nitơ trong amin, dù là bậc nào thì nó cũng còn cả electron tự do. Cho nên bản thân amin là các baza. Tất cả đều là những baza, tuy nhiên cái mạnh yếu của baza thì phụ thuộc vào các bậc amin và phụ thuộc vào cái gốc R gắn vào nó. Đó, như vậy nó đều có thể nhận hết cả. Tính baza của các ammonia amin đều mạnh hơn ammonia xa, chỉ có amin béo thôi. Còn amin béo chẳng hạn như cái thằng anilin nghe này, tính baza nó yếu hơn ammonia rất là nhiều. Metinamin tính baza mạnh hơn anilin thì đúng rồi. Metinamin là một amin béo, nó thậm chí nó mạnh hơn cả ammonia, mà ammonia thì là mạnh hơn anilin. Công thức tổng quát của amin no, mạch thở, đúng nhỉ? No hở còn đơn ra không biết. Thì CnH là N cạn, K, NK với K là số nitơ này, lúc này không có bay. Thì anh này là đúng. Cho nên đáp án của chúng ta chọn, người ta biểu chọn có đáp án không đúng thì các bạn chọn B là được rồi. Câu 13, người ta cho các cái chất đó với các cái ký hiệu ngẫu nhiên, gồm phenol này với công thức chắc lẽ đó, anilin, anilin thì em biết là cô không hành nhát máu rằng saccharosa và acid glucanic tamic được ký hiệu ngẫu nhiên là X, Y, Z, T. Một số tính chất vật lý hóa học của chúng được ghi ở bảng sau. Thứ nhất là tiếp xúc với tùy tím ẩm trang bóng chất này thì chỉ có cái acid glutamic nó chuyển thành màu hồng, cho nên T chính là acid glutamic. C, T, X, Y, Z, T. Do đó chúng ta bỏ cái đáp án D đi. Trong lòng trách nhiệm là chúng ta bỏ cái D từ đầu thì đã nhầm lắm. Hai chất phenol và anilin nó sẽ tạo cái tủa với dung dịch nước brom, tạo cái tủa trắng. Anh nói rồi, do cái hiệu ứng nhóm OH hoặc nhóm NH nó đẩy A trong vàng, nó làm cho dễ thế ở các vị trí octobara đó. Như vậy còn lại cái chất Y chính là saccharose, không có hiện tượng chính là saccharose. Như vậy cái Y là cái X, Y là saccharose. Vậy thì bỏ luôn cái C, bỏ luôn cái B, chúng ta chọn được cái A thôi. Rất là rõ ràng. Tiếp theo là phenol nó là chất ráng ở điều kiện thường, nhưng anilin lại là chất lỏng điều kiện thường. Chúng ta nói là không màu và để lao trong không khí thì bị oxy hóa, hóa thành màu nào. Vậy là đáp án, đáp án A là đáp án chính xác. Những cái câu này nó cũng hay ra đó. Câu 18. Có 5 cái nhận định, tìm các cái nhận định không đúng nè. Ở điều kiện thường, trimethylamin còn tốt trong nước, đúng. Bốn cái metin đào giả đó là metinamin, dimetinamin, trimetinamin, CH N H CH 3 lần N, cạn thêm với một cái là etinamin, thì nó là những chất khí tan rất tốt trong nước, có cái mùi thơ sốc giống như ammonia. Ở trạng thế tinh thể, các amino acid tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực, đúng. Lực baza của các amin nặng hơn ammonia đều xa. Câu này là đúng nè.
các amino acid. Điều hầu hết đều là beta amino acid sa. Như vậy đáp án này phải là đáp án A, hình như cô làm đáp án B phải không đấy? Có bạn nào bị lại câu này không? Có ai đề thi bị lại câu này không em? Câu 18. Do cô khi cô làm đáp án mà cô làm cái đáp án đúng. Như vậy câu này bọn nào có bị lệch là sẽ lệch 0,2 điểm này. Ê, câu này bị lệch điểm chỗ câu này không? Chưa ta thử. Không ai biết là mình lệch luôn. Cái này là đáp án A. Để nhập lệ chấm lệ thử nó như thế nào. Câu 19. Câu này chính là tạo đồng hydroxit kết tủa. Âm màu. Rót sát caroya. Nghiệm ha. Sau đó rót tiếp dung dịch H2 bóng đông nắng 2 đến 3 phút. Như vậy cái ống nghiệm thứ hai này đó là người ta cho sát caroya tan cái hóa cạn tan nước rồi đun nắng, chính là để cái sát caroya nó thủy phân thành gluco cạn và fructose để nguội dung dịch cho từ từ tinh thể natri hydrocarbonate vào các ống nghiệm ha, là để trung hòa các axit sulfuric. Natri hydrocarbonate là trung hòa hóa cạn dơ, hóa cạn lập xúc tác, khuấy đều bằng đũa thủy tinh đến khi ngừng khí CO2, có nghĩa là hết hóa cạn. Sau đó rót cái dung dịch ha vào một lát đều cho đến khi cái tủa tan hoàn toàn. Người ta hỏi ở bước ha thu được dung dịch chứa hai loại monosaccharide đúng, bởi vì sau cái bước ha thì nó thủy phân saccharo tạo thành gluco và fructose đúng. Mục đích chính của việc dùng natri hydrocarbonate là loại H2 bóng đúng. Ở bước 3 việc để nguội là không cần thiết, các anh này sao phải cần thiết nha các bạn, vì nếu như em không để nguội thì bản thân cái natri hydrocarbonate đây nó kém bài nhiệt cho nên vô nó bị nhiệt thăng mất, nó không không dùng hết hết cả. Ở bước 4 thu được dung dịch có màu xanh lam đúng, có thể pha natri hydrocarbonate bằng dung dịch NaOH 10% là loãng đó, loãng để này thử môi trường bằng quỳ tiếp đúng, bởi vì mục đích của mình là trung hòa hóa cạn thôi mà. Như vậy các anh này đúng, vậy thì năm bước sẽ có 4 cái bước đúng, làm cái ý đó có 4 ý đúng, có một ý C là cái C ở cái bước thứ ba. Câu này cũng dễ xe lắm nè, các bạn làm dễ xe. Câu 20. Phát biểu nào sau đây là đúng?
phân tử alanin có vàng benzen, sao anilin mới có vàng, còn ala là amino acid dạng HNCHCH3COOH. Chà. Albumin có thể có phản ứng tấm gương, xa có phản ứng màu biure thôi bởi vì nó là protein mà. Phân tử gliala có nam nguyên tử carbon, đúng, gliala 3 là nam nguyên tử carbon bởi vì thực hiện cách đi với tích, nó chỉ tách nước thôi chứ không tách carbon. Dung dịch lysine chuyển thành màu đỏ, xa quỳ tím chuyển thành màu xanh, cho nên đáp án trong câu 20 sẽ là đáp án C. Câu 21, alanin tác dụng được với cả cái dung dịch axit lẫn baza, đúng, bởi vì ala là amino acid mà amino acid là nó có tính lượng tính. Dung dịch glutamate làm quỳ hóa đỏ, đúng. Một phân tử lysine có hai nhóm amino, một nhóm carboxin, đúng, lysine là quỳ tím hóa xanh á. Epsilon amino carboxylic là nguyên liệu để sản xuất tanylon 6, cái anh này đúng luôn. Như vậy trang cái câu 21 này có ABCD, có 4 đáp án thì cả 4 cái ghi ý phát biểu thì cả 4 điều đúng hay. Các bạn mà thắc mắc cái gì là hỏi nha. Trang môi trường kiềm có hơi ha. Tripeptide mạch thở phản ứng đồng hydroxit cho hợp chất màu tím, phản ứng màu biure. Câu 23, các cái chất gluco, cellulose, saccharose, tinh bột và fructose, thứ chất tham gia phản ứng trong gương, nó sẽ gồm nè, glucosa nè và fructosa, có hai thôi. Cho nên 23 là đáp án A. Câu 24, geranin acetate có mùi hoa hồng, cái này đúng, trang cái bài Einstein có cái dạng này, các bạn để ý. Gluco là hợp chất tạp chất, đúng, tạp chất giữa cái nhóm OH và cái nhóm CHO. Glycine và alanin là những cái alpha amino acid, đúng, các este thường nhẹ hơn nước, đúng, và tan tốt trong nước, xe cái từ tan tốt trong nước. Câu 25, cho các phát biểu, tìm các phát biểu đúng. Thủy phân hoàn toàn vinin acetate thu được natri acetate và anđehit phốt mít, xa anđehit acetate. Vinin acetate có công thức là CH3CO, CH nối đôi CH2, cho nên khi thủy phân trong NaOH nó sẽ tạo là CH3COO na cạn với CH3CHO. Mà CH3CHO thì gọi là anđehit acetic chứ không phải formic. Cho nên polyethylene được điều chế bằng phản ứng trùng ngân. Polyethylene nó đi từ ethylene này. Đây là trùng hợp chứ không phải trùng ngân. Cho nên sao? Trùng ngân là đi kèm với cái việc tách cái phân tử nước á. Trang trùng ngân phổ thông mà em hai gặp á là điều chế trên ni lông á, trùng ngân amino acid. Ở điều kiện thường, anilin là chất thấy xa, anilin là C6H5NH2, mình nối với nhau là chất lỏng. Tinh bột thuộc loại polysaccharide, đúng. Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cạn hydro, đúng. Bởi vì triolein là C17H33COO, tất cả 3 lần C3H5. Cái Si này chắc béo không no cho nên nó cạn với hydro được. Câu 26, số các tan giả bị thủy phân khi đun nắng với dung dịch axit vô cao. Được chưa? Carbohydrate là amyloza bị thủy phân nè, amylobectin bị thủy phân trong môi trường axit và enzym ha, saccharose bị thủy phân, cellulose bị thủy phân, thế này không bị bởi vì mono. Như vậy đáp án là đáp án D. Được không lớp?
Bé Hạc bay buồn ngủ không bay? Đứa nào còn ngồi ngay giơ ta thử bay, giơ ta hoặc là thả like thả tim gì đó để ta biết là bay còn ngồi ngay thử, im lìm quá. Sao dỗ này hay khác vậy Vy? Làm bài điểm thấp quá khác hả Vy? Đâu có cô, cái mặt nó mặt cừ mà cô. Chú khác đâu. Cần ra nước mắt hả? Dạ đúng rồi đó cô. Cừ trăng nỗi đau đó cô. Nhận xét không đúng. Ray bếp tích. Có phản ứng màu biêu ra thì đúng rồi. Liên kết siêu là hết giữa hai đơn vị alpha monoxit đúng. Đây, đáp án C. Ha này không đổi nhưng mà viên ly sinh á, là nó sẽ đổi một quỳ. Polylipid thủy phân đúng. Cho 28. Đốt cháy hoàn toàn X thu được N siêu ha bằng N nước. Như vậy xảy ra X là external đơn hả? Bởi vì external mà đốt cháy siêu ha bằng nước thì nó sẽ đo đơn hả? Dạ, như vậy D đúng rồi. Thủy phân X trong môi trường axit thu được Y tham gia phản ứng tán gương. Như vậy X cạn nước. Thủy phân H cạn thu được Y. Được chưa? Như vậy Y phải là axit formic. Bởi vì tán gương chỉ có axit formic thì nó no đơn hở cho nên không có thể tình trạng mà biến đổi thể thành tạo thành anhydride được. Giấy có số carbon bằng một nửa số carbon của X. Giấy X này đem chia ha X và A, X và A và giấy. Mà giấy bằng một nửa thì xảy ra A bằng một nửa. Như vậy giấy chính là CH3 bằng số carbon của Y. Y tan vô hạn trong nước. Đúng. Có các axit C1, C2, C3 tan vô hạn trong nước. Nhớ nha. Những axit cao hơn thì độ tan sẽ hạn chế hơn trên nhà. Đốt cháy một mol X, X như vậy là CH4 mol ha. Thu được hai mol CH nước đúng. Đun nắng giấy là CH bao hả? Các anh này cho dù đun nắng hết hai vốn đạt 130 độ C cũng không thu được ăn kem. Bởi vì sao có một tóc bao mới mà không có tách nước tạo thành ăn kem được, nên đáp án là đáp án C. Cao hơn 19. Tiến hành các bước thí nghiệm. Bước 1. Bước 2. Bước 3. Dễ ồn bề này làm rồi. Sau bước 3, cái tủa bị hòa tan. Đúng. Tha nào hóa bằng câu hóa đúng tờ tương tự. Chứng minh tính chất của anh để hết. Ta. Thí nghiệm này chứng minh nhiều nhóm OH bằng kỳ. Đúng. Như vậy đó con C. Câu 30. Do tính sóc trùng phột môn dùng để ngâm mẫu động vật. Phột môn chính là dung dịch aldehyde formic HCHO. Nồng độ khoảng 37-40%. Gọi là dung dịch phột môn hay là formalin. Nó dùng để ngâm cái mẫu động vật hoặc là tiêu bẩn tế bào. Tiêu bản tế bào
cái lý do mà hay là những người mà chết với em mà bảo quản cái xác chết mà trong ví dụ 2-3 ngày là nó đã để chốc cái hôi thối, thì mấy cái ông mà khâm liệm ông ha tiêm một cái mũi thuốc đó, ông lấy mấy triệu bạc, thật ra là ông tiêm cái dung dịch phục môn vô thôi, nhưng mà họ làm cái nghề đó thì họ lấy cái công của họ câu, chứ không thể là cái giá trị của cái mũi thuốc đó, nó là thuốc gì đâu, dung dịch phục môn ly, được chưa? Sau này có một số cái biến cố là mấy cái nhà mà làm phở tại ai đó, người ta cho một ít formalin vô nè là cái bánh phở bún rồi đó, nó không có bị thiêu. Nếu mà xét về đặc tính thì tại sao á, là cái đặc tính của formalin á là nó kháng kháng nấm, kháng nấm diệt vi khuẩn, cái quá trình phân giải thức ăn á, là do các cái vi khuẩn, hoặc là cái xác chết protein là do các vi khuẩn, cho nên nó kháng nấm kháng vi khuẩn, cho nên tiêm vô là nó giữ và ngâm mẫu đồng thời như vậy tạm, người ta gọi là sát trùng, gọi là giết chết các vi sinh vật đó. Thì cái này là đúng. Mỡ lợn là có chứa thành phần chất béo bão hòa, đúng. Quá trình chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người xả ra phản ứng thủy phân như tác dụng của enzyme, đúng. Khi làm đậu phụ từ sữa đậu nành có xả ra sự đông tụ protein, đúng. Đứa nào biết lòng cái đậu phụ này không? Một cái minh chứng rất rõ cho cái quá trình đông tụ protein á. Đứa nào biết lòng giơ tay lên thử. Thái Quỳnh, Quỳnh biết lòng không Quỳnh? Không, cô đã quanh nghĩa xuống. Nhớ lo đĩa thêm bỏ ta. Chó vậy bà, thứ gì bà cũng không biết vậy. Nếu nào cũng vậy chứ không lo Quỳnh nè. Làm mà biết ăn cái đậu khuôn không? Đậu khuôn, đậu hũ không? Dạ Làm biết nó ăn dễ chứ. lắm. Ngâm cái đậu nành. Ngâm cái hạt đậu nành ra, bóp vỏ. Sau đó mà, bỏ massage, xa 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 sinh tố cũng được. Xa cái là lạc, y như là lạc nước đậu nành vậy. Nào đây nấu nước đậu nành. Sang cái bỏ lên cái bếp á, nấu nấu lửa nhẹ 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 thôi. Khi nó bắt đầu nó thôi lan tan á, là em đổ cái giấm vô. Giấm hoặc là nước chua. Nè, à, em đổ nhẹ và em khuấy một phát là nó tủa hết cái đấy nè, nó tạo thành cái dề như riêu cua nổi lên. Sao em vớt cái dề đó ra, em bỏ vô cái khuôn khỏe, em ép thì nó chính là cái đậu khuôn của mình đó. Thì đó chính là cái quá trình tâm tụ và protein, và cái việc mình nấu nó nấu xong rồi cái mình bỏ cái axit á, cái môi trường axit cái giấm đó, thì nó quá trình tâm tụ protein. Làm giải là ở nhà cô đứa nào thích làm thì làm ăn, chứ họ bảo nhiều thứ là cô thỉnh thoảng lâu lâu làm xiên cũng làm xiên thôi. Vỡ lụa ta tàn sẽ hãm miếu ngâm dạ tan xà phòng tính kiềm, cái này có cần giải thích với các bạn, bởi vì lụa ta tàn chính là những cái polypeptide nó thủy phân tan kiềm, hay là đơn giản nếu không hiểu thì cũng biết là bảo quản có cái vỡ mà vỡ bằng lụa đó, thứ nhất là không dạt bằng cái xà phòng thông thường, phải dạt bằng cái xà phòng trung tính, và mấy người cẩn thận là dạt bằng cái dầu gội á. Thứ hai nữa là ủi là không ủi trực tiếp trên cái bàn là đó, muốn ủi cái lụa ta tàn này á cực lắm, phải một là cái bằng ủi hơi nước, ha là không có, mà cái bằng ủi của mình á là phải trải một cái lớp khang lên cái lớp ố đó, sau đó ủi nhẹ lửa nhẹ trên cái lớp khang, bất kỳ là phiền phức. Như vậy cả nam cao 31 A cạn hơi là ô hấp, Y cạn hơi giấy, F cạn hơi là ô hấp, ra một giấy cạn một tê cạn một nước. Như vậy bà này là bà có một cái chất axit này, C bóng H 6 O bóng, một chất axit, một chất ester đó. Cái ta ở đây này nó chia ra ba phân tử mà bốn, như vậy thì cái anh này ha, anh này một, như vậy anh này là C COOA chính là CO O COO CH3 CH3, còn F chính là CO
Một đào này nó giống có giấy này CH3, cho nên đào này một nhóm axit thì chỗ này phải thêm một, đây chính là F. Do đó sinh ra Y sẽ là COONa hai lần. Giấy chính là CH3OH. T chính là CH2COOH. Thế là thở có công thức được tạo thành từ axit và ancol, đúng rồi. Cho khóc phát biểu. T là muối của axit carboxylic khai chất mặt thở, đúng. A tác dụng với HCl là ra axit acetic xa. A đã tác dụng với HCl là ra axit oxalic. F là hợp chất hữu cơ tạp chất, đúng, một chất ester và một chất axit. Từ giấy có thể điều chế trực tiếp axit acetic, đúng, CH3OH nó cộng với CO, xúc nhiệt độ xúc tác thích hợp. Đây là điều chế axit acetic trong công nghiệp đó. A có khả năng phản ứng trắng gương, cái đống này chả nào trắng gương ấy. Như vậy tóm lại là câu 31 có mấy đáp án đúng? 1 đúng, 2 đúng, 3 đúng, đáp án B. Nó đùa chứ đề thái thì dễ vậy chứ ta vô lòng cũng mày khác. Xe nhiều thì thấy chứ xe và 3-4 cao thì là chuyện rất bình thường. Câu 3 ha, anilin dúng quỳ tím vào không đổi trước brom cách tủa tráng vậy thôi. Nếu pha nước brom bằng HCl thì không tương tự được. Pha brom bằng HCl thì nó tạo thành cái dung dịch đồng nhất nhưng mà cũng không có xả ra tương tự được, cho nên anh này xa. Kết thúc thí nghiệm ha, trang ống nghiệm xuất hiện cái tủa tráng, đúng. Ở thí nghiệm 1, nếu tha anilin bằng metinamin chuyển thành màu xanh, đúng. Ở thí nghiệm 2, xả ra phản ứng thế vào nhân thơm, đúng. Đáp án là đáp án A. Ôi, câu 3 trùng rồi nè, nhưng mà câu hỏi nó khác nhau thôi, đúng không lớp? Và có hai nhóm chất ester. Ừ, không thấy. Điều có hai nhóm chất ester. Như vậy bây giờ nó mới sinh ra cái chuyện này. Giấy có hai carbon. Giấy không lặp lạ mà y lặp lạ. Y lặp lạ. Y cộng T cộng X. Biết X và Z là các ancol có số nhóm chất khác nhau. T là chất hữu cơ no mạch thở. Như vậy cái thằng A nó phải như thế này. HCOO, HCOO, CH bóng. Như vậy thằng F sẽ có là HCOO. Thằng X là ancol đơn chất. Như vậy thằng này là một CH2COOCH3. Đây là thằng F. Yeah. Như vậy suy ra tiếp thằng A là HCOONa. Thằng Z là ethylene glycol. Thằng X
là CH3OH và thằng T T sẽ là HO. Được chưa? Bây giờ mới sắp vô này. Giấy thuộc loại Ancona. Hai chất mạch hả? Đúng rồi. Giấy là ethylene và glycol. A có khả năng tham gia phản ứng trong bọt. Đúng rồi. X có nhiệt độ sôi thấp hơn Anconetylate. Đúng rồi. Nó là methylate. Có hai công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của A. Bây giờ chắc là không còn các công thức nào nữa hết. Một mình A này. Nếu một A mà cái thằng này mà có hai nhóm chất extra thì một cái hướng nữa là như hồi nãy là COO, COO rồi CH3, CH3. Được chưa? Nếu A như thế này thì thằng Y nó phải là CH3OH. Y là CH3OH. Thì xây ra thằng A mà như này. Thì thằng T phải là thế nào? Như vậy thằng X phải là ông côn hơi chất. Số nhóm chất khác nhau như vậy các anh này không thể được. Sẽ có một cái công thức đó thôi. Chất T tác dụng với HCN là anh này xe T này mà tác dụng với HCN là thì nó tạo ra là HO CH2COH. Như vậy câu 33 số phát biểu đúng là 3. Câu 34 amylopectin là polymer mạch không phân nhánh xa. Amylopectin là mạch polymer phân nhánh gần như là kế duy nhất mà các bạn hay nhớ. Đường gluco ngọt hơn đường saccharo xa. Fructo rồi đến saccharo rồi đến gluco. Dùng phản ứng màu biure phân biệt gliala, gliala, gliala. Đúng, bởi vì dipeptide không có phản ứng màu biure, chỉ có tripeptide đó. Còn 30 độ có tác dụng diệt virus nên dùng làm nước rửa tay ngang ngừa COVID. Cái này đúng. Trong cơ thể người chất béo bị oxy hóa chậm cung cấp năng lượng. Này đúng. Như vậy số phát biểu đúng trên nam có phát biểu này là 3. Đáp án A. Câu 35 chất nào extra. Đáp án D. Câu 36 khi nói về peptide và protein phát biểu nào sau đây là sai? Protein có phản ứng màu biure. Đúng. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các alpha amino acid. Đúng. Liên kết CO và NH giữa hai đơn vị alpha amino acid là liên kết peptide. Đúng. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo xa. Bởi vì trừ protein dạng hình sợi. Hình cầu thì nó có tính chất này. Chứ dạng sợi ví dụ như điển hình như là tắc mắc sừng thì không có. Như vậy đáp án D. Số đồng phân extra đơn chất công thức C 4H8OH thứ nhất là ester nha và đơn chất tác dụng được với bọt nitrat như vậy nó là HCO thì còn lại là C3H3 như vậy đáp án sẽ là C.
chuyển hóa giữa cái chất béo lỏng thành chất béo rắn thì hydro hóa. Phát biểu không đúng, peptide có thể bị thủy phân hoàn toàn tạo thành peptide ngắn hơn xa. Hoàn toàn thì thu được các amino acid chứ. Không hoàn toàn thì mới peptide ngắn hơn. Màu tím đặc trưng, phẩm màu ure đúng, hòa tan đúng. Đúng. Anh này thuộc loại dipeptide thì đúng. Đây là ala. Gà lê. Như vậy đáp án là đáp án A. Câu 40 thực hiện các cái thí nghiệm. Số thí nghiệm xả ra phẩm oxy hóa khử. Cái này không phải. Bởi vì không có oxy hóa khử nào cả, đồng sau đó nó vẫn tạo phúc. Quá trị vẫn không đỡ cho nên không phải. Anh này bạc dương một, phẩm trắng bạc về bạc không là phẩm oxy hóa khử đúng. Glucosa đun nắng với hydro thì lúc này hydro từ không chuyển về hydro, rồi dương một, cho nên nó là phản ứng oxy hóa khử đúng. Đun nắng saccharosa phản ứng thủy phân không phải, cho nên đáp án này là A. Thủy phân thì không thể là oxy hóa khử được. Câu 41. Ala làm quỳ tím hóa xanh. C. Không đợi. Acid glutamate làm quỳ tím hóa đỏ đúng. Lysin làm quỳ tím hóa xanh. Đúng. Methionine là thuốc bổ thận. Xa, đây là thuốc bổ gan. Đừng có hỏi sao cô đưa vô ngang trang sách giáo khoa nó có đó ngang không, bọn ta nhìn cái ứng dụng của cái thằng acid amino acid nó có thế này mà phải đưa vô đó. Ví dụ như acid glutamic làm thuốc bổ thần kinh nè, mononatri ha, còn gọi là monosodium glutamate đó, thì làm bột ngọt hay là mì chính nè. Methionine là thuốc bổ gan này. Nhớ không? Nó để cung cấp về cái dữ kiện đó. Những cái thứ đó em gặp ra là em dễ nhớ. Cellulose và tinh bột không phản ứng được với là bạc nitrat trên ammoniac. Đúng. Tinh bột và cellulose có tính chất của ancol đa chất tác dụng với đồng hydroxit tạo thành phenylalanine. Anh này sao? Hay nãy đâu tác dụng được đồng hydroxit, mặc dù nó cũng có cái tính chất của ancol đa chất đó, nhưng mà nó không phải là phản ứng này. Tinh bột và cellulose là những polymer mà thiên nhiên có phân tử khối lớn gọi là chất câu phân tử, đúng, và nó là polysaccharide. Như vậy đúng. Ở điều kiện thường nó chắc rắn màu trắng không phân băng nước. Đúng. Bệnh nhân phải tiếp đường, tiêm đường trực tiếp vô đường tĩnh mạch thì đường đó chính là đường gluco. Cho các cái phát biểu sau. A. Dùng barom phân biệt gluco với fructo đúng. Trang môi trường baza gluco và fructo chuyển hóa qua lệ lẫn nhau đúng. Cho nên cả hai đều tránh gương được đó. Tinh bột và cellulose là đồng phân, xa polymer không nói chuyện đồng phân. Khi đun nắng glucosa bị khử bởi bạc nitrat, câu này xa, nó là bị oxy hóa bởi vì bạc nitrat là chất oxy hóa mà. Trang dung dịch glucose fructose hòa tan đồng hydroxit ở nhiệt độ cao tạo dung dịch màu xanh lam. Xa. Ở nhiệt độ thường tạo dung dịch xanh lam, còn ở nhiệt độ cao tạo các cái tủa COHO, cái tủa đỏ gạch.
Đúng. Máy đúng hay sao? Một hai ba đúng. Chứng minh gluco có nam giống hydroxit. C9H10 mà được he muối thì đây là đáp án A, ester phenol. Câu 46. Cả các amin đều lòng quỳ tiến chuyển thành màu xanh xe. Chỉ có amin béo thôi. Để rửa sạch ống nghiệm dùng xem là đúng. Cả ở nhiệt độ thường đều tan ra nhiều trong nước. Xa anilin hầu như không tan trong nước. Các amin đều không độc. Xa. Cái này nó bị nhá rồi hả? Này, như vậy đáp án là đáp án B, câu này quen. Câu 48. Chất béo gọi chung là triglyceride hay triacylglycerol đúng. Nhẹ hơn nước, không tan trong nước, không tan nhiều trong các mưu cơ, đúng. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. Đúng. Tristearin và triolein xa đấu ngược lại thì mới đúng. Này đúng. Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trang kịp đó là phản ứng xà phòng hóa. Đúng. Màu K 3 4 đáp án C. Nam nam cái đúng lần cô À 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Đáp án B, đúng đáp án B. Cô lại mãi biết này không? À 4, 8, B đây. 49. Trang cấp phân tử amin nhất thiết phải chứa nitơ, đúng rồi, không phải không chứa nitơ thì đâu ra amin được. Cấp amin chứa từ C mộc đến C bóng đều là chất thế và điều kiện thường sang nha. C3 nhưng mà bromin amin nhé, là đang phải chất thế rồi. Trang phân tử đi peptic mạch thở có chứa liên kết peptic đúng. Trang phân tử metin amoni clorua hóa trị của nitơ là hóa trị bóng. Metin amoni clorua CH3. Đúng. Như vậy câu này không có đáp án đúng Cô nè. Ủa, cái thứ hai, cái cái thứ ba gì đó cô.
Dipeptic là có một liên kết peptic à, đúng không? Cô nhìn không thấy chữ ha xa. Như vậy một bóng nam phải là phải đáp án D chứ hè. Sao tôi à, câu 9, câu 49 D đúng rồi. Câu 50 nhóm chất extra 50 A đúng rồi. Lòn chả có quán gà. Ô cô ừ. Sao con? Cho em hỏi có group Zalo nó tổng tệ giờ mặt vào năm cạnh sáu cạnh nó luôn là do là có cái hình nó gây sao? Năm cạnh chứ. Faruto là tổng tệ với dẫn năm cạnh. Bởi vì cái vàng Galuco là sáu cạnh, Faruto nó như thế này. B. Đây nè. Số nam này, 1 kha 3 bóng nam 6. Khi nó thực hiện cái thép vàng là thép vàng từ đây. Cho nên vàng nó là vàng năm cạnh. Lấy sách giáo khoa ra biết liền cái gì. Rồi được chưa? Lý thuyết là thứ khoa học biết hả?